đời xa chết sờ lánh tuột bị bạ giang ná lục phần phoán nơi tai bàn to cái chân này tao láo tao chưa phải tập hợp xem xem tờ tôi dọc tham bồn chỉ mùi phế sẽ chạy với công năng cột nâng cột ai lại đóng cào bị tiên dọc tận tập hợp chỉ tắc nâng sạch hai nút nẹ bờ tập hợp tay tay bỏ cháo tay chưa cả sầm nó bồn cứ minh mình nuốt tịnh na đại ban dọc sầm nó ở bờ lại đóng rứa sầm bọ đóng tờ cái chân này chỉ ở bờ prà prap xèn xèn nơi sọc sậy sầm thô khát cầm bông chám miền bờ rồng mình nè đôi xa tay mình chọn tục cháo nơi cả sầm nó lại đóng cầu ban thưa ca cái chân này vì ao tờ chia ở bờ prà prap xèn xèn đó cua ở tẹt tiền lục phòn phòn với sai sập bồn chám ruột nơi phom tông tro lát khom tông tro lát sọc sậy sầm thô khát cầm bông chám ban rìa bờ bãi đằng thả lục ban chấm này pel chỉ mùi nương mực ở bờ cái chân này mùi ní ở dạ pel chiên mà phải chân nam và tôi bây chỉ chụp ca lộn bạ giang ná co mình bỏ bằng đài. Thật bật ấy vì chỉ một rộ bò đài lục sở lành. Hai lúc có bàn bằng riêng đào côn bỏ tay mà nẹ cốt rộ bò lúc phòng đài. Môn bê đài lục mình toàn chạp dục rộ bò cái chân này ní. Lục phòn phòn bàn để đăng thả. Đàm láo cứ lục tờ riêng chỉ chiên cắt sọ nợ phân bánh nụ tề. Tại kìa mối mình mùa nẹ đài lục bàn chặt tục thả chịu bóng bỏ. Bàn nôm rục lục tờ riêng nơi sở lạ rạch chân à. Rư sở cầu vị trí lấy khai mà rạ phù mấn vị trật sở lạ bạ. Proyota vì là ổ xâm rạp lốt nơi bếp khẳng mục. Lúc bàn tò thá riêng dù tới khi nhóm có sở lành mục rò bò mùi nì. Nâng chọp nị xay bàn tò mốc, nâng mì giáng vì trời nâng nị xay rò bò khiếm. Đài cho chất cài chân này rò bò đài lật bà giáo tây chìa rò bò đài miếp bà giáo. Ở bếp chiên mà phải chân nằm cần lòng mốc. Bò rò nè khát cầm bông chàm rụng nì. Bàn chân lòng cắt ở háo nơi ca lộng bạc khăn ông chì vật. Đòi miên bếp khá trời cài chân này phải tập hợp xinh xinh phóng. Nâng trời tới thua chỉ còn chiêng xâm nắng phòng đài. Đòi xa tay chùm nô mình cực quán xâm rạp khúc công cửa xá. Nâng mà giang chật lục tối là mình chọn bỏ bóng chào. Hai thêm tên chọn dục chùm nô bằng thêm đàm bây một tên trả lão một cái chân này ở bóng tên ní phòng đài. Một tôi bắt chụp bọn ní, chứ bà phía bà chạm thay rồi bà lô cư băng phải tên sống, tên lơ một rồi bò mùi ní tại bà nổ. Hai bà tôi bây chìa lụa đạch rưu mình đạch, có lúc mình bỏ băng vía chào đáy, đòi xa tại chết sổ lánh rồi bà lô. Tệ tên tình năng vật thổ thiệt đám, lục bàn bạp thá, lục cây chân này rồi bà bạp ra, nâng xâm rạp tăng lùm o tên ní bì trả lạc đốn, rưu xấy, nâng cầm tích chớ đá kết bỏ chào. Nông vật thổ thiệt đào mùi bà phết lúc ai cài chân này bàn chân lọc bí, bí rối tờ bây rối mốt này phở tập hòl. Hai lúc có bàn bạc tổ tùl ca cài chân này tam đầm rời ca ả tệ thịt chân phong đáy, đôi chì ca chân lạ chân múa, rưu rúp xem xình. Lúc bàn bàn to rì bọp ở đăng bí phở tập hòl rồi bà lúc thá, xâm rạp sở máu chân này bí trả lọc đầu ông mùi miên đầm lái mùi mơn riêng. Trả lọc cài chân này thò mặt đá khi miên chân lạ mùi miên đầm lái bà mùi bòn riêng. Rì ai phở tập hòl ổng bù tăng lùm ổ miên đầm lái chạp bí đập đô la tới 20 đô la Ảm rịch. Đòi vì ác rai tình lơ chùm nuôn ổng bù nâng tùm hôm rồi bọc vì. Kra bí phở tập hòl tàng nút có miên phong đáy nâu vật thô ăn nụ sao rì xem xế đôi chía. Ấn đăng chân này bí trả lọc đống, bí rửa xấy nâng bà phết thô chỉ tràn mục tiết phong đáy. Tờ tôi dọc tham bồn chỉ mùi phế sẽ chạy với công năng cực nâng cực ai.